hỏi đáp phật pháp căn bản tác giả sư thanh minh trụ trì chùa phúc minh địa chỉ thôn la nguyễn xã minh quang huyện vũ thư tỉnh thái bình nhà xuất bản tôn giáo lời tựa cuốn sách nhỏ này ghi chép lại những bài giảng của sư thanh minh ở chùa phúc minh vào các tối thứ bảy hàng tuần dưới dạng hỏi, đáp, nội dung cuốn sách nói về cuộc đời của Đức Phật và những giáo lý quan trọng nhất mà Đức Phật đã thuyết giảng. Cuốn sách có nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với những người muốn nhanh chóng nắm bắt được cốt lõi của giáo pháp Đức Phật. Chương cuối của cuốn sách phân tích nội dung của bài kinh Vô Ngã Tướng phân tích về năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức dưới góc độ pháp chân đế đây là một pháp thâm sâu nên độc giả có thể sẽ cần tham cứu song song thêm bộ vi diệu pháp và các bộ chú giải liên quan khác thánh đế về khổ này các tỷ kheo cần phải liễu tri thánh đế về khổ tập cần phải đoạn tận thánh đế về khổ diệt cần phải chứng ngộ, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt, cần phải tu tập. Trích kinh Sutta chùa Phúc Minh, năm 2019. Chương 1 Đức Phật. 1 Hành Bồ Tát đạo. Hỏi: Phật là gì? Đáp: Phật là một bậc giác ngộ chân lý bậc có trí tuệ hiểu biết đúng sự thật hỏi muốn giác ngộ chân lý như một vị phật thì phải làm gì đáp phải thực hành bồ tát đạo để tích lũy các ba la mật cho đến khi viên mãn thì sẽ thành phật hỏi muốn trở thành một vị bồ tát thì phải làm gì đáp phải phát nguyện thành phật âm thầm ở trong tâm phải phát nguyện ra thành lời phải được một vị phật thọ ký chứng nhận thì vị đó trở thành bồ tát hỏi điều kiện để thọ ký trở thành bồ tát là gì đáp có tám điều kiện để trở thành bồ tát một phải là người 2. phải là người nam, 3. phải là người tu, 4. đã chứng năm pháp thần thông, 5. có khả năng chứng A la hán nhưng từ chối, 6. có phát nguyện thành Phật, 7. có khả năng cúng dường thân mạng, 8. có một vị Phật thọ ký. Hỏi: Bồ Tát phải tu tập những pháp môn gì? để được trở thành một vị Phật? Đáp, vị Bồ Tát đó phải tu tập 13 la mật. 1. Bố thí 2. Trì giới 3. Xuất gia 4. Trí tuệ 5. Tinh tấn 6. Kham nhẫn 7. Chân thật 8. Quyết định 9. Tâm từ 10. Tâm xã ở ba mức độ bậc thường, bậc trung, bậc thượng mười nhân ba bằng ba mươi pháp ba la mật hai đảng sinh hỏi bồ tát từ cõi nào sinh xuống nhân gian đáp từ cõi trời đau xuất hỏi một vị trời khi sắp chết sẽ có biểu hiện gì đáp có năm tướng suy hiện ra 1. Hoa trên người khô héo. 2. Màu sắc thiên y phai nhạt. 3. Nách chảy mồ hôi. 4. Màu da đen tối. 5. Nhàm chán thiên dục. Hỏi: Trước khi đảng sinh, Bồ Tát thường xem xét điều gì? Đáp: Bồ Tát quan sát 5 điều. 1. Tuổi thọ không quá ngắn không quá dài. 2. Châu Lục, Nam Nhiêm Phù Đề 3. Quốc gia, Trung tâm Địa Cầu 4. Dòng tộc, Cao Quý 5. Mẫu thân, Hiền Hậu Hỏi, Bồ Tát còn phiền não tham sân si không? Tại sao? Đáp, còn vì đang trên đường tu tập. Hỏi, nếu muốn trở thành một vị Phật thì phải làm gì? Đáp, phải hành Bồ Tát Đạo. Hỏi, Bồ Tát Siddhartha Tất Đạt Đa đảng sinh ở đâu? Đáp, Bồ Tát Siddhartha Tất Đạt Đa đảng sinh ở dưới gốc cây vô u trong vườn Lâm Tỳ Ni. Hỏi, Hoàng hậu Maya qua đời khi nào? và bà tái sinh về đâu? đáp bà qua đời sau khi sinh thái tử được bảy ngày, bà tái sinh về cõi trời đau suất. hỏi các nhà tiên tri đã tiên đoán như thế nào về tương lai của bồ tát? đáp nếu ở tại xa người sẽ làm vua chuyển luân thánh vương nếu xuất gia người sẽ thành phật. hỏi tên siddhartha tất đạt đa có ý nghĩa gì đáp người sẽ thành tựu được ước nguyện hỏi thái tử tất đạt đa đã cảm nhận điều gì trong buổi lễ hạ điền đáp ngài cảm nhận được nỗi khổ của trần gian và hạnh phúc của pháp hành thiền hỏi tại sao thái tử siddhartha lại nhàm chán đời sống dục lạc ở thế gian đáp vì ước nguyện thành phật và các ba la mật đang chín mùi thôi thúc ngài nhàm chán thế gian hỏi thái tử siddhartha đã nghĩ gì khi thấy bốn cảnh già bệnh chết người tu đáp ngài nghĩ ta cũng phải già ta cũng phải bệnh ta cũng phải chết ta cũng phải đi tu hỏi tại sao con trai thái tử lại được đặt tên là la hầu la đáp vì ngài nói đứa con này là sợi dây trói buộc ba xuất gia hỏi thái tử siddhartha đi xuất gia trước ngày la hầu la ra đời hay sau đó đáp ngài đi xuất gia ngay trong ngày hôm đó hỏi tại sao thái tử siddhartha lại đi xuất gia trong ngày con trai chào đời đáp vì ngài không muốn bị ràng buộc hỏi tại sao thái tử siddhartha lại không muốn làm vua ngài xuất gia để làm gì đáp vì làm vua cũng không thoát khỏi xà bệnh chết xuất gia vì muốn giải thoát xà bệnh chết hỏi tại sao bốn cảnh xà bệnh chết và người tu lại xuất hiện trong chuyến du hành của thái tử đáp do các vị chư thiên biến hiện ra để thức tỉnh thái tử hỏi thái tử siddhartha đã làm lễ xuất gia ở đâu? Đáp: Thái tử Siddhartha đã làm lễ xuất gia bên bờ sông Anoma. Hỏi: Tóc và áo choàng của ngài đang được tôn thờ ở cõi nào? Đáp: Tóc của ngài đang được tôn thờ ở cõi trời Đao Lợi, áo choàng của ngài đang được thờ ở cõi sắc cứu cánh thiên. Hỏi: Khi xuất gia đạo sĩ Tất Đạt Đa đã tu hành trong vương quốc nào? Đáp, Ngài đã tu hành ở nước Ma Kiệt Đà của vua Pimbisara. Hỏi, học đạo với vị thầy thứ nhất, Bồ Tát có tu được kết quả gì không? Đáp, Ngài chứng được đến tầng thiền vô sở hữu xứ. Hỏi, đến với vị thầy thứ hai, Bồ Tát tu được gì? Đáp, ngài chứng được pháp thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ hỏi trải qua sáu năm tu khổ hạnh là tu đúng hay tu sai ngài có đắc đạo được không đáp là tu sai không đắc đạo được hỏi tại sao bồ tát siddhartha phải trải qua sáu năm tu khổ hạnh đáp đó là quả báo của nghiệp bất thiện từ kiếp quá khứ khi đó ngài là vị bà la môn chotibala đã xúc phạm đến đức phật kasapa bằng sáu lần nói việc gì ta phải kính lễ vị sa môn trọc đầu ấy hỏi mục đích tu khổ hạnh là để làm gì đáp để diệt trừ các tâm bất thiện hỏi nhân duyên gì khiến ngài thức tỉnh con đường trung đạo. Đáp, Ngài nghe tiếng đàn của Thiên Chủ Sắc Kha. Hỏi, Đạo sĩ Siddhartha tu khổ hạnh, vậy sự khổ hạnh ấy là thân khổ hạnh hay tâm khổ hạnh? Đáp, thân khổ hạnh. Hỏi, khi tu khổ hạnh như vậy là tạo thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp, tại sao? Đáp, cả hai chiến đấu với phiền não là thiện nghiệp. Cho rằng tu thế này sẽ đi đến sát ngộ là tà kiến, hiểu sai là ác nghiệp. Hỏi, tại sao năm người bạn lại bỏ ngài ra đi? Đáp, vì họ thấy ngài không tu khổ hạnh nữa. Hỏi, ai đã bảo vệ Đức Bồ Tát khi ngài bị ác ma quấy phá? Đáp, các ba la mật mà ngài đã tạo hỏi ai làm chứng cho các ba la mật mà ngài đã tạo khi tu bồ tát đạo đáp đất làm chứng hỏi bồ tát bị ác ma quấy phá vậy đó là ma trong lòng hay ma ở bên ngoài đáp cả hai hỏi tại sao bồ tát lại bị ma trong lòng quấy phá đáp do chánh niệm yếu tà niệm nổi lên tà niệm chính là ma phiền não hỏi tại sao bồ tát lại bị ma bên ngoài quấy phá đáp đó là các vị chư thiên ở cõi tha hóa tự tại thiên có tà kiến muốn mọi chúng sinh ở dưới sự cai quản của mình không muốn ai hơn mình. Hỏi, làm sao để đối trị được ma trong lòng? Đáp, luôn giữ chánh niệm, an trú trong tứ niệm xứ. Hỏi, Đức Bồ Tát đã chiến đấu với ác ma như thế nào? Đáp, Ngài đã tưởng niệm đến các pháp ba la mật. 4. Thành Đạo Hỏi, Tại sao Bồ Tát có thể nhớ lại được rất nhiều đời sống quá khứ? Đáp: nhờ năng lực của Túc mạng trí. Hỏi: Tại sao Bồ Tát quán thấy được sự chết và đi tái sinh của chúng sinh? Đáp: nhờ năng lực của Thiên nhãn trí. Hỏi: Tại sao ngài biết mình đã giải thoát Khổ đau sinh tử. Đáp: nhờ năng lực của Lậu tận trí. Hỏi: Đức Phật có những loại thần thông gì? Đáp: Túc mạng thông, Thiên nhãn thông, Thiên nhĩ thông, Tha tâm thông, thần túc thông, Lậu tận thông. Hỏi: Từ khi thành đạo, ngài được thế gian tôn xưng là gì? đáp Arahant ứng cúng samma sambuddho chánh biến tri vicha charana sambanno minh hạnh túc sugato thiện thể lokavidu thế sang sải anuttaro purisa sarathi vô thượng sĩ điều ngự trượng phu Purisa Thamma Sarathi thiên nhân sư Putho Phật Phagawa Thế tôn hỏi phải tu hành bao nhiêu kiếp mới trở thành một vị Phật đáp bốn a tăng kỳ kiếp và một trăm ngàn đại kiếp hỏi chúng sinh ở các cõi khác có thể tu thành Phật được không? Đáp Không, chỉ cõi người mới tu thành Phật được Hỏi Ở các cõi khác có thể tu đắc các thánh quả khác được không? Đáp Có thể đắc bốn thánh quả khác Hỏi Súc sinh có thể tu giới, định, tuệ được không? Đáp, có thể tu được giới, không thể tu được định và tuệ. Hỏi: Bữa ăn cuối cùng của Bồ Tát trước khi thành đạo do ai cúng dường? Đáp: Nàng Sujata. Hỏi: Khi đắc đạo rồi, Đức Phật vẫn ngồi thiền là để làm gì? Đáp: Để hưởng sự an lạc của đạo quả giải thoát. Hỏi: Khi đắc đạo rồi, ngài còn cảm thấy vui buồn nữa không đáp không hỏi người khác thấy ngài có biết ngài đã thành phật rồi không đáp không hỏi các vị chư thiên có biết ngài đã thành phật rồi không đáp vị nào có tha tâm thông thì mới biết ngài đã thành phật hỏi tuần thứ nhất sau khi thành đạo đức phật đã đi đâu đáp ngài nhập thiền quả dưới gốc cây bồ đề hỏi tuần thứ hai đức phật đã hành thiền ở đâu đáp ngài không hành thiền mà đứng nhìn cây bồ đề không chớp mắt hỏi sau hai tuần từ khi thành đạo ngài vẫn ở lại với cây bồ đề hay ngài đã đi nơi khác đáp ngài hóa ra con đường bằng châu báu ở bên cạnh cây bồ đề và đi thiền hành trên đó hỏi vi diệu pháp thâm sâu màu nhiệm đã được đức phật quán chiếu khi ngài ở dưới cội cây bồ đề phải không đáp không đức phật quán chiếu vi diệu pháp thâm sâu ở trong bảo cung ratanagara tuần lễ thứ tư sau khi thành đạo hỏi khi ngài thành phật rồi ác ma còn dám đến quấy nhiễu nữa không tại sao đáp có vì ác ma không biết được khả năng siêu phàm của đức phật hỏi vị chúa rồng đã che mưa cho phật ở tuần thứ sáu là chúng sinh ở cõi nào? Đáp là chư thiên ở cõi tứ thiên vương. Hỏi, Đức Phật đã thực hành pháp thiền gì vào tuần thứ bảy? Đáp, Ngài nhập thiền quả giải thoát. Hỏi, Đức Phật có phải là bậc A-la-hán không? Đáp, có đức phật là bậc a la hán chánh đẳng chánh xác hỏi a la hán có nghĩa là gì đáp có ba nghĩa một đã đoạn trừ hết phiền não hai xứng đáng được cung kính cúng vàng ba giải thoát khổ đau sinh tử hỏi phiền não là gì đáp phiền não là các tâm bất thiện sinh khởi ở trong tâm tám tâm tham hai tâm sân hai tâm si hỏi khi diệt hết phiền não rồi thì tâm gì sẽ sinh khởi đáp còn lại tâm vô tham vô sân vô si sẽ sinh khởi hỏi ngài xứng đáng được cúng dường là làm sao đáp vì ai cúng dường Ngài thì sẽ nhận lại được những phước báo lớn, những công đức lớn. Hỏi, khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, mọi người dân lễ vào cúng dường, thì Ngài có nhận được không? Đáp, không. Hỏi, mọi người cầu xin Ngài phù hộ, vậy Ngài có phù hộ được không? Đáp, không. Hỏi, mọi người tụng kinh niệm phật ngài có nghe được không đáp không hỏi vậy dân lễ vật cúng vàng tụng kinh lễ bái có công đức không đáp có hỏi vậy bây giờ đức phật đang ở đâu đáp ngài đã nhập niết bàn hỏi ngài nhập niết bàn rồi thì còn tâm thức nữa không? Đáp Không Hỏi Chánh đẳng sát có ý nghĩa gì? Đáp Là trí tuệ thấy biết không bị ngăn che Thấu suốt quá khứ Thấu suốt hiện tại Thấu suốt vị lai Toàn sát trí Hỏi Đức Phật có những loại trí gì? Đáp Đức Phật có tám loại trí Một túc mạng trí 2. Thiên nhãn trí 3. Thiên nhị trí 4. Tha tâm trí 5. Lậu tận trí 6. Thần túc trí 7. Hóa tâm trí 8. Thiền tuệ trí Hỏi Đức Phật có những đức hạnh gì? Đáp Đức Phật có 15 đức hạnh 1 hạnh giới thanh tịnh. 2. Hạnh thu thúc sáu căn thanh tịnh. 3. Hạnh tri túc trong vật thực. 4. Hạnh thức tỉnh. 5. Hạnh đức tin, tính. 6. Hạnh chánh niệm, niệm. 7. Hạnh hổ thẹn tội lỗi, tàm. 8. Hạnh ghê sợ tội lỗi, quý. 9. Hạnh đa văn. 10. Hạnh tinh tấn 11, hạnh trí tuệ 12, hạnh sơ thiền 13, hạnh nhị thiền 14, hạnh tam thiền 15, hạnh tứ thiền. Hỏi: Đức Phật có nói ra tất cả những gì mà ngài đã biết không? Đáp: Không, ngài chỉ nói ra sự thật có lợi ích cho chúng sinh mà thôi hỏi cái gì là sự thật và có lợi ích đáp sự thật về khổ nguyên nhân của khổ sự thoát khổ con đường thoát khổ là những sự thật có lợi ích hỏi tại sao đức phật lại nói ra được những sự thật có lợi ích đáp bởi vì đức phật đã thấy biết rõ ràng các pháp trên thế gian Hỏi Đức Phật thấy biết các pháp gì về thế gian? Đáp Đức Phật thấy biết về Chúng sinh thế giới Noãn, thai, thấp, hóa Cõi thế giới 31 cõi trên một thế giới Pháp hành thế giới Một pháp Tất cả chúng sinh tồn tại nhờ vật thực Hai pháp danh và sắc ba thọ khổ thọ lạc thọ bất khổ bất lạc thọ bốn pháp đòn thực thức thực xúc thực tư niệm thực năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức sáu xứ mắt tai mũi lưỡi thân ý hỏi đức phật điều phục những hàng chúng sinh hung dữ bằng cách nào? Đáp: Đức Phật dùng lòng từ bi để điều phục. Đức Phật dùng trí tuệ để điều phục. Đức Phật dùng thần thông để điều phục. Đức Phật dùng lời nói để điều phục. Hỏi: Tại sao Đức Phật lại là thầy của trời và người? Đáp: vì Đức Phật có thể sản pháp cho cả các hàng chư thiên và nhân loại được giác ngộ sự thật và giải thoát khổ đau. Hỏi, tại sao Đức Phật được gọi là bậc giác ngộ? Đáp, vì Ngài tuệ tri được bốn sự thật. Tuệ tri năm uẩn luôn phải chịu sự sinh diệt, khổ đế tuệ tri tham ái dính mắt nên phải chịu sinh diệt tập đế tuệ tri niết bàn diệt trừ tham ái giải thoát khổ diệt đế tuệ tri bát chánh đạo con đường tu tập thoát khổ đạo đế hỏi vì sao đức phật còn được gọi là thế tôn đáp thế tôn hay phá gốc hoa là người may mắn người thừa tự những thiện nghiệp đã làm